Hello tất cả mọi người, mình sẽ thông báo cho mọi người nha. Mọi người đã coi trên mạng xã hội chưa? Việt Nam mình á là tỉnh Gia Lai, mình có người muốn bán con người mình sang Campuchia đấy, là nó lừa, nó là đi làm công việc nhẹ mà lương cao đấy. Mọi người hãy chú ý nha, đừng có nên tin lời người ta đi kiếm việc trong mạng nha, hay làm việc những gì mình đang làm nha. Không có việc làm thì mình vẫn làm ở trong làng mình đi, hoặc là ở quê mình làm công việc lặt vặt cũng được, chứ đừng có hàm hốc tiền nhiều. Mình làm công việc gì mình làm được mình làm đi. Ở bên Dương Đồng Nai này cũng có việc này, ở quê mình nè, phố đi làm thuê làm mướn, chế độ mình đi làm thuê làm mướn hết, mà có cái việc nhẹ, cái năng là mình chịu khó một tí, chứ mình không được đi như người ta tìm lừa đảo mình nhá, người ta đã bắt tạm giữ rồi, mới đối tượng đấy.